Lên xe. Liệu cái tên nào? Cái tên nào đây? Khoan, dừng lại khoảng chừng 2 giây. Anh em mà đang có nhu cầu mua thẻ game, thẻ điện thoại, anh em có thể truy cập tại shop thẻ 365.com, nơi đổi thẻ và mua thẻ với chiết khấu lên tới 7%. Và trang web này hoàn toàn uy tín nha. Bây giờ vào mục tiêu chính ngày hôm nay, tôi có 11k BF, còn những anh em chung tay giúp sức tạo nên cái ý kiến của tôi làm cái quả đội hình này như nào là xịn sò nhất, được chưa? 11k tỷ, hôm nay mua đội hình. Được rồi, bây giờ Gundam ơi, có anh em mà có cái quả ý kiến nào không? Lên qua Gundam ơi, anh em mà cho lên cái có phải màn hình, anh em mà lên có phải màn hình vui cùng tôi với. Giáo viên tiếng Anh Điền Hoàng Etty Fan. Cảm ơn Việt Hoàng. Tuần đã cứu lò nước 10.000 đồng. Việt Hoàng muốn như nào? Mãi mãi một tình yêu. Đội bóng tôi yêu Barcelona. Ok, một lót Barcelona, Barca, UEFA. Ủa, lỡ. Bà xã. Cheese đã cứu lò nước 10.000 đồng. Mãi mãi một tình yêu. Cần đò với đầu tàu Sala. Cần đò là ai ta? Cò đừng. À, cò đừng. Ok. Cò đừng, đầu tàu Sala. Anh ơi, vòng quay. Giáo viên tiếng Anh Việt Hoàng Andy Phan. Cảm ơn nhân viên Việt Hoàng. Đã cứu lò nước 10.000 đồng. Ê, dạo này hơi bị bướng đấy. Bát xa đầu tàu một vị gốt. Em ở Redwood. Bui lại đội hình vô địch thế giới hả? Trời ơi, một lót đội hình vô địch thế giới. Vô địch thế giới của ai? Ai thích Messi gì? Ủa? Đầu tàu Messi chứ, sao mà xả vào đầu tàu con vợ kia là ai vậy? Quay tè. Rider, quay tè. Hai slot còn đừng, hai slot bà xã. Ôi ơi, sao anh em bà xã nhiều thế nhờ? Bà xã, đầu tàu, si thuế, được chưa? Harry mắc hai và đồng bọn là đồng bọn nào? Mắc hai. Đầu tàu man xanh. Lên xe. Liệu Cái tên nào đây? Man đừng là đội chiến thắng anh em à. Trời ơi, mà phấn nào không lọt mà kiếm đi phấn đầu kìa. Chiến thắng là nếp vết cộng man đừng anh em ơi. Được chưa, bây giờ cái quả đầu tàu. Cái quả đầu tàu đầu tiên là cái quả nếp vết. Chúng ta phải vào xem nếp vết mùa nào sẽ được xịn sò nhất các bạn nhé. Nefet đúng không? Ok. Được không? Quất cái quả này luôn đi. Nếu như mà là Nefet á thì tôi nghĩ cái mùa hiện tại là cái mùa Suve này là mùa xịn nhất. Nhưng mà không ai bán đấy nhờ. Icon đi. Được không anh em? Nefet Icon đi nhờ. Đâu, để tôi so sánh tỷ số các anh em nha. So sánh tỷ số các nha. Tôi chưa có đá cái mùa Suve này bao giờ. Để tôi so sánh thử chứ. Cộng 5. Uê. Được đấy chứ. Cái mùa Suve này xịn hơn nha. Nhưng mà tôi vẫn cái tôi vẫn thích cái chỉ số danh tiếng ơi quyền thoại luôn à. Ok anh em ơi, Nefet Suve được chưa? Nefet Suve đây 700 hả? Tôi mua thẳng 770 luôn. Một cái tên, bây giờ cái tên ST đầu tàu của quỷ đỏ phải có anh Lim chứ nhờ. Đầu tàu phải có anh Lim chứ. Ui có 2k7 ghẻ đẹp bền luôn đấy. Quất cái quả anh Lim 24 tỷ đi nhờ. CC này đâu? CC, nhưng tôi cảm giác CC nó dẻo hơn. Nhưng mà bây giờ cái quả này là cũng mùa này mùa mới hơn, chỉ số AI thông minh hơn. So sánh cho anh em xem luôn. Cái quả này hai con vợ này tôi đều đá. Trong nít tôi đều có hai con vợ này mà. Đây, anh Lim 1 CC, tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà với là dứt điểm thua 2 nút, lực sút thua 1 nút. Đặc biệt là cái trọng vị trí thua 4 nút, anh em hiểu không? Với lại một phần á, 24 TT là chỉ có 2k7 thôi. Còn mà anh Lim CC anh em coi là 3k5. Về đây, here we go anh Lim nhanh em nha. Mình lính mà, phốt. Lên đường, đây. Đâu phải là không mua đâu mà hàng anh em đấy. Đặt mát luôn. À không còn vợ đặt mát rồi sao mình mua. Đặt quả giá tay vét nhá. Anh em nào bán xả giúp tôi. À tí mua hàng thủ yếu điên rồi. Bây giờ hay là chúng ta lên qua hàng thủ đi nhờ. GK chứ đúng không? Nếu mà GK nha. Van Đần phải có Van Đần Sa đấy. Van Đần Sa mới gánh được Van Đần thôi. Không ai gánh nổi. Thật sự Van Đần Sa lương 15 không có ai bán luôn mà. Nhưng mà cái quả này ok mà, tính lương đi đúng không, để thích đi ta tính lương. Mắc hai cộng với đít mắc hai mùa nào bây giờ nhờ. Đây mắc hai em mới cộng 8. Ok, phải qua mắc hai rồi nhá. Vidit à,
Vidit thì mùa nào là cái tên tốt bây giờ nhỉ? Chắc Vidit lần nào quá anh em. Tôi hồi xưa tôi đá không Vidit lần nào cộng 5 mà tôi đá cũng đã ghê lắm rồi đấy. Thật sự. Hồi xưa tôi biết đá ECC đấy. Còn con Vidit này mà cộng 8 thì má ơi ai mà qua nổi đấy chứ thật sự. Má vui. E21 nè. Vidit, tôi tính lương một phái, tôi tính lương một cái để sắm một lần nó không có bị chớ anh em hiểu không? Không có bị chớ. Con vợt cánh này thì nhờ ta, cái này là Beckham mà. Beckham thì nên mua gì? Không có ai bán, không ai bán. Từ từ so sánh một HG mà mua DC nhá. Ui, DC xịn hơn nhiều. DC xịn hơn, chạy tốc độ nhanh hơn nè. Ok, chúng ta chốt DC nhá. Nè, nếu mà cái cánh bên kia xin phép anh em cho cái lựa chọn bên kia của tôi phải là lúc so. E21. Con này là chùm bên hành lang cánh trái. Dalot à. Dalot giảm lương không? Dalot đủ lương không anh em? Nếu mà đủ lương thì fan em nha. Đủ lương thì fan đấy. Có cộng 9 luôn kìa. Đâu mà được. Quả Dalot này xứng đáng được vào team. Múc cộng 9. Dalot được chưa? Bây giờ chúng ta đang dư 6 lương, tôi nghĩ là tôi sẽ đổi quả Guni khác. Guni lần nào được không? Má Guni lần nào xịn điên luôn á. Tôi đánh giá icon 5 đá không hay bằng Guni lần nào nha. Thật sự đây tôi cho anh em xem. Thấy chưa? Out trình. À không đủ tiền à. Má quả Guni lần nào này nếu mà mua được thì tốt với chứ nhờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta lựa yêu thích đi. Yêu thích đi. Và chúng ta sẽ xem xét là có ý lương. Được chưa? Hơi bị xịn luôn. Vẫn còn dư 3 lương luôn đấy. Tha hồ mà líu lo luôn đấy. Nếu mà như vậy thôi chúng ta chọn cái quả icon 5 đi anh em ơi. Anh em ha. Icon 5 tôi nghĩ ghẻ đẹp bền hơn đấy, có một KB à. Xuyên cái quả lần nào là tới là 3K nhờ. 3K 8, 4K chúng ta chọn quả này đi. Quả này đá đắm nhưng ok mà. Nhưng mà chỉ có 1K thôi được cái chứ. Từ từ đây nha. Nếu mà xuyên cái đội hình này, nếu mà cái đội hình này cái tên là xứng đáng cái vị trí này ta. Khi đó hiệp 2 chúng ta sẽ thay anh Lim ra. Cái tên ST nào sẽ phù hợp hơn để đứng vị trí của anh Lim. Một lần 39 luôn mà. Em là fan của Ba Lăng đúng không? Nhưng mà như vậy từ từ. Ba Lăng MC để thay cho Dalot. Tuyệt vời đấy chứ. Anthony xem thử quả Anthony đi nhá. Đây là bộ chỉ số của Anthony ok. Được chứ, cộng 6. Vào. Tin chưa có ai mà. Từ từ bây giờ thu quả này lại đây tính tiền. Thu quả này lại tính tiền cho nó chính xác cái. Chỉ có là TVS là chúng ta đang đặt thôi. Lúc TVS chúng ta đang đặt mát luôn đi nhờ. Má con vợ là biết mình đang mua cái lúc TVS đặt trên mình để thấy ghét người ta. 2K2 8K6 nha. Gia tinh là 1K3 nữa là 3K5. 3K5 cộng với lại 2K1 là 5K6. 5K6 chúng ta mua Guni với 1K nữa là 6K6. 6K6 đúng không? 6K6 cộng với lại mã mắc gai 500. 71. Lúc so 1-4 là 8,5 rồi. Chết mỡ rồi không đủ tiền. Không đủ tiền giữa đường rồi đứt gánh rồi bây giờ sao ta. Bây giờ chúng ta phải tối ưu dòng tiền anh em à. Chúng ta phải hạn chế lại. Chúng ta phải hạn chế lại cho nên mới sắm được những con hàng khác nữa. Không là chúng ta không đủ chi phí đi chi trả cho quả này. Ngày mai đợt này sẽ hoàn thành. Ngày mai tôi sẽ buổi tối sẽ lên cho anh em xem quả MU này hoàn thành nhá. Bây giờ tôi đặt giá để ngày mai về. Chứ bây giờ chúng ta không đủ BF. Chúng ta không đủ BF. Thật sự. Ok. Rồi. Múc bò lăng luôn. Bà đã nằm nhá. Bây giờ xin phép anh em đặt giá. Quả này sẽ đặt giá. Ngày mai quả đồ hình mẫu này sẽ hoàn thành. Đây. Sắm luôn. Nó nhiều mức hay. Sắm luôn. 385. Phải tối ưu dùng tiền. Quả này xin phép tối ưu dùng tiền. Cũng mua quả bùa đồ hình ngày hôm nay xong rồi. Ngày mai tôi sẽ trình làng anh em quả mù này nhá. Tôi chiêu quạt nha. Ok. Anh cảm ơn tâm nha. Bye bye anh em. 2000 years later. Đây quả đồ hình tôi vui hôm trước đây. Level 1 luôn, mới vừa sắm về là tôi đã đem lên cho anh em luôn. Mới vừa sắm về. Lùi cung luôn mà. Lấy cái lùi cung này đã. Cái lùi cung này là của tôi đúng không? Đây là chiến thuật của Bright 77 đây. Tôi chỉnh luôn. Có chiến thuật sẵn, khỏi cần phải chỉnh lại. Được rồi, đây. Đây là chiến thuật của Bright, được chưa anh em? Sắp cái vị trí con người lại, sắp cái vị trí con người lại. Beckham đã thấp nhất đi nhờ. Beckham đã thấp nhất. Suri đã đây đây. TVS ở đây, TVS ở đây, ok chưa? Hay là TVS ST ta? Anh em thích TVS ST không? TVS ST đi nhờ. TVS đã cặp với anh Liêm. Nè, siêu trung vệ, mắt gai. Điểm nhấn của bùi qua hình hôm trước là mắt gai. Được chưa? Nhìn huấn luyện viên à, ok. Một cái bước một cho anh Liêm. Full cái bước một vào, gắn full cái bước một vào luôn, không nói nhiều. Gắn full cái bước một vào. Chỉ ăn mà chạy thôi. Đây. Phun bước một vào cho tôi, phun bước một vào hộ tôi. Có đủ phun bước một không vậy? Gắn vào huấn luyện viên các anh em nhé. Mắc gai. Harry mắc gai.
cây kéo, lúc xo. Con gắn vi đít. Cây kéo đa lọt. Cây kéo đa lọt nè. Anthony là phải một cái quả bước 1 đúng không? Chúng ta có Anthony và Van Persie. Hôm bữa đến Van Persie vì thu hàng tôi đã đến quả Van Persie. Chis đã cứu lon nước 10.000. Cảm ơn Chis. Tôi phải gửi con tôi vào đâu đây? Momo đi Chis ơi, nhanh cái tay nhanh cái chân lên. Chis ơi, nhanh lên. Nhưng mà một tí cuối buổi mới vào được nha Chis. Chis được không? Tại vì bây giờ đang trải nghiệm con vợ cho tôi vui quả này rồi. Mừng. Hôm nay không bị lộn nữa đâu, quỷ đỏ nha. Quỷ đỏ thành Manchester. Đâu rồi ta? Con mặt nó đâu rồi? À, tôi mới thấy cái bước 1 cái chút xấy ở đây đâu cũng tiêu rồi ta. Yêu vợ Hiền Bùi đã cứu lon nước 10.000 đồng. Cảm ơn Hiền Bùi. Quỷ đỏ pha ke. Quỷ đỏ pha ke, ừ. Quả quỷ đỏ này đánh giá chưa mạnh. Đánh giá quả quỷ đỏ này chưa mạnh. Cần phải nâng cấp thêm. Chỉ trong tầm giá thôi. Trong tầm giá là mạnh nhất rồi chứ còn gì nữa. Được rồi. Hay là làm một cái quả content lên siêu sao luôn anh em thấy như nào anh em? Má quả hình tôi vui. Do tính tay tôi vui luôn. Lên siêu sao là cực rỡ luôn. Vào trước dẫn đi. Mừng khôn mà. Khôn dữ chưa. Lên clip quả 4132 đi anh ơi. Quay. Vậy bây giờ lấy cái quả đời hình này làm cái 4132 lên cái clip cho anh em luôn nhé. Anh em thấy được không? Ok không? Chiến thức 4132 đến từ Pride 737. Rồi xong con vợ này rồi, con vợ này lên đường. Con vợ này lên đường luôn. Chiến thuật này là tôi đánh giá là mạnh nhất khi ở trung lộ. Mạnh nhất khi ở trung lộ anh em hiểu không? Đây 1-0. 1-0. Đã nói rồi. Cái đội hình do ai bui mà mạnh vậy? Như nào? Bước 1 nè. Sao đội hình này tôi bui mạnh sao mạnh thế? Nó sao mạnh dữ vậy ta? 2-0 rồi. Chuyện gì vậy? Please. Làm ơn, sao mạnh vậy? Quy luật thế giới mà đi hành chuyên nghiệp rồi tự hào hả? Đâu, cái này người ta cái đặt này là do tôi tự bui anh em hiểu không? Tôi cho anh em thấy cái sức mạnh khi mà đưa vào cái quả tôi bui đội hình nó mạnh như thế nào, anh em thử biết rồi đó. Trong tầm giá, trong tầm giá rẻ đẹp bền 10kb thôi, làm có cũng là con quả đội hình siêu chất lượng đến từ mương tay vét ơi. Xá Như gì gờ ca lên. Trời ơi, một game cho mừng đàn. Mới level 1 mà đã ghê thế nhờ. Đem quả Anthony vào đây, đem quả Anthony vào được chưa. Game thứ hai anh BD. Được rồi, lên đường. Hết 3 trận phong độ cứng, thế nào là nhót? Đâu Thái? Bây giờ sao? Hết 3 trận không nhót, tính Thái tính như nào? Thái, anh Liêm ơi. Hình như là đấy. Anthony. Quê. Má ơi. Trời, gớm một con chim. Má, cài thiệt cơ chứ, cài thiệt đấy chứ. Cài thiệt cơ chứ. Nope. Nhẹ bị sao á, chết bạ quá luôn rồi. Còn anh em ơi. Em bị sao đây? Tại do tất cả tôi bị đòn thôi, anh em chứ remit tôi lại thôi. Thứ bóng đá rực rỡ xuất hiện trở lại liền, anh em tin tôi không? Thất vọng người bác sĩ quá, nghe đào chưa mới bị hòa rồi đó, hơn là chưa thua đấy. Chứ lúc này lúc lọc fan quá, hay lọc anti fan nha. Mới thua có một mức quà thôi, nó chịu thua là bị vậy rồi đấy, có được buồn chưa? Cho hiểu vấn đề luôn, một. Anh mới chết tâm màu gì, cho hiểu vấn đề mà. Đỡ hộ. Nope. Alo. Thành mấy chết tâm màu gì, trời ơi. Mắc rồi, Harry mắc rồi.
Từ khi có cái câu lên kèo cái là nó khoan tới chấp tới tóc luôn á. Mày hiểu vấn đề luôn, hiểu vấn đề luôn. Chiêu. Tôi tưởng anh lớn rồi hả? Chưa lớn lắm đâu, vẫn còn trẻ mà. Con vợ này chắc tên anh Phan. Phan anh hả? Nó phan tôi tới tấp luôn mà. Đừng có phan tôi, đừng phan tôi. Tôi làm ơn, tôi xin bạn đấy, đừng phan tôi. Ben, Ben. Nó phan tôi kìa anh em. Nè phép ơi, trời ơi. Chà, phút 45. Một hit. Ủa, đâu có đã vậy? Một hit anh em ơi. Bạn ơi, đừng fan tôi mà. Cảm ơn bạn. Ai nói tiền thủ còn 4 cuối. Chết ơi, em thấy gì không chết? Chít. Ê. Đã luôn. Nice. Anh em cái này được gọi là cái gì? Điếm thúi đúng không? Cái này có được gọi là điếm thúi hay là gọi là lanh lẹ ta? Quả này thôi mà cho biết luôn, sức mạnh của Manh Đừng là như nào, cho biết luôn. Khỏi có fan, hết kịp rồi. Biết ai đây không người anh em? Hết kịp rồi. Cái gì? Nhất cái người. Nói gì nữa đi. Nhất cái người được chưa? Biết sức mạnh của Mưng Đạn chưa? Hả? Trời ơi. Bú nhẹ một kèo gửi được đấy chứ. Vô cô vịt, nó mà cho anh em thấy khi mà tôi hát nghiêm túc nó như nào. Kiều đã cứu lon nước 100.000 đồng. Quả này chừng này đi đúng không? Tôi cho Van Persie vào đá đi nha. Hồi tôi đang mời cái quả Tevez quá. Xin phép Tevez. Hồ sơ, hôm nay tôi đang cầm quỷ đỏ mà. Quỷ đỏ tôi build hơi bị mạnh đấy. Trịnh Thăng Bằng đã cứu lon nước 10.000 đồng. Cảm ơn bạn. Hết trận và cái nhẹ đi bác sĩ. Và y tá của tôi chưa đủ hay sao bằng? Bây giờ muốn va tôi nói với bạn. Bạn không quán mình cho tư bản được, mình liêm chính mà. Tevez 1-0. Nope. Bà bóng nó đá không vô. Nope. Lìa tôi ơi, TMS kìa. Cái gì chưa? Con hàng tủ của tôi mà. Bây giờ sao anh em, mình có nên bán mình cho tôi bản không anh em? Tôi nghĩ là không nên đâu nha. Đúng không anh em? Không nên đâu đấy chứ. Ui vãi nồi. Hai người đít mặc áo men xanh hình như đó hay hơn anh em thật sự á. Con vợ chân ngắn quá sao á. Con vợ tay bếp chân ngắn quá sao á. Sao không quen thuộc thế hoài á. Cái mồm thì nói thế, cái tay chuẩn bị rồi đấy. Có chuẩn bị gì đâu. Không hề chuẩn bị luôn đấy. Mày. Sao cái chân sơn chơi thì sao TVS té hoài vậy ta? Một bàn thắng một kiến tạo. Hợp lệ ra sân rồi TVS ơi. Hợp lệ. Một bàn thắng một kiến tạo rồi. Tuyệt vời. Ra tắm sớm đi bé ơi. Trời ơi, con TVS kìa. Má, con TVS hay chưa mấy ông? Hai kiến tạo một bàn thắng. Trời ơi, đúng gì đi. Tôi thua bóng tôi. Calipot. Ôi, con này tùy chấp chân té mà sao thay đổi vậy? Calipot ơi, sao thay đổi vậy? Đang đá tốt mà. Ủa, quả nó chấp chân mà sao Calipot thay đổi vậy? Đúng. Chiến lý của một huấn luyện viên tài năng cho hữu lý tâm sớm, thì sao đó hay hơn. Chừng sau tôi có tay vét phòng đầu đỏ đó, còn vợ nào đủ quan lĩnh bước vào đây nè. Được rồi, lên đường con vợ bằng. Ui má ơi, kia BTB đẹp thế. Ừ, hay quá, lỗi rồi. Không đá được rồi bằng ơi, chúng ta ao bằng ơi.
hẹn bà ngồi dùng dịp khác nhé. Mong được va với thầy Google X Du Quỳnh á. Thôi Thuận ơi, thầy không có nhu cầu va với con vợ đó, Thuận tha thầy. Thuận ơi, Thuận tha thầy nhé. Thuận không có nhu cầu đâu. Gần 100 like rồi anh đâu. Tôi đang thấy bên đây là 32 like rồi nè. Kìa. Hotel đã cứu lò nước 200.000 đồng. Ui. Hết hồn, chứ đã cứu lò nước 10.000 đồng. Carilos 2 thẻ vàng 100k. Hai cái thẻ đỏ Carilos không có được chứ. Cho mọi cái gì? Như nào? Như nào? Như nào? Em vừa bóng tuyệt vời quá mà. Trời ơi, vẫn chưa có thẻ vàng nào luôn kìa chiếc ơi. Phải làm sao? Hay vậy? Má ơi, tôi không muốn nhận kèo đó rồi. Thôi, gỡ trên này 3-2 anh em ơi. Đùa tí cho vui thôi rồi, 3-2 nhá. Katios 1. Cục nhọc thôi. Thôi, từ từ, làm bộ FD cái đi. Làm bộ FD tỉnh táo lên rồi. Đền tôi mạnh mà kêu yếu vậy, đền tôi đúng mạnh luôn á, nói gì kì vậy? Nè, thấy không? Bên sân chân chợt té hoài nè. Sao không quốc vậy? Múa nè, múa. Ngay liền luôn, ngay liền liên nguyên, đang nóng nguyên ơi, ngay liền giùm tôi. Chạy với chúng tôi nè, tôi nóng lên rồi. Tevez phải đi tắm sớm. Một câu thôi, Kalitos phải đi tắm sớm, tôi đã nóng lên rồi. Đừng có đòn với tôi giận rồi. Hết trận này, bạn vào đây tôi đang nóng đấy. Không, có chuyện tình tôi đang nóng. Hết trận thì bạn vào đây. Tôi đùa với anh em nãy giờ cho vui thôi. Đừng nói với cái đoạn FD. Slot 1 FD Việt Nam. Suri. Hình như là đấy. Rồi ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Rồi. Số tên 096 đã cứu lon nước 10.000. Ui. Nhìn cách anh ấy tương tác với người khác, cười đùa với người khác mà đau lòng. Sao vậy? Nhưng thôi, cuộc sống là những sự lựa chọn. Họ sẽ chọn má xảo hay là nhấc cái đầu thiệt. Sao vậy Đức? Em bỏ anh luôn rồi Đức. Lâu lắm rồi anh mới thấy em ghé thăm anh đó Đức. Thật sự anh nhớ em vô cùng. Em có nhớ anh không Đức? Mình ớt ở đây nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn anh em nay đã đồng hành cùng tôi. Cảm ơn anh em.